Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Văn Vũ nha. Sẽ có một lô hoa giấy ghép nhiều màu quý cô chú anh chị em vô form dù ha. Thì hôm nay thanh lý cho quý cô chú anh chị em mình những cây này giá rẻ cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm nha. Rồi chào anh Vũ. Rồi chào anh Thái ha. Mến chào cô chú anh chị đến kênh Pháp Thái TV. Em Văn Vũ ở làng Hoa Sa Đéc. Số điện thoại em giao lưu là 0968878912. Thì hôm nay em lên 20 mã dù cho quý anh chị mình ha. Thì bữa nay trong vườn thì cũng khá nhiều nha quý anh chị ơi. Đó. Thì trước mắt là lên một mẫu dù là một màu nha quý anh chị. Hồng gân. Hồng gân ha. Thì để em đo cho quý anh chị mình nha. Đôi khi có mình em không có lên bằng xây được quý anh chị. Cái này hơn mét rưỡi, tính quý anh chị mình mét rưỡi nha. Từ mặt chậu lên nha quý anh chị. Cái khung ngang của em làm là 90 đến 95 nha anh chị ơi. Nó một màu quá trời đẹp luôn nha anh chị ơi. Màu rất là sáng ha. Đó. Form thì nói chung thì nó tròn đặc hết trơn rồi quý anh chị. Nên quý anh chị mình về chơi thì nó yên tâm ha. Đặc biệt lô phôi này rất là già quý anh chị em. Phôi này rất là già anh chị ơi. Già dữ lắm, già luôn. Cuốn thước tùm lum hết trơn. 32 hoành nha quý anh chị ơi. 32 hoành ha. Cũ thì dữ lắm cái cũ luôn quý anh chị ơi. Nồi đế. Nồi đế nó khoảng 70 nha quý anh chị. Đó, cây thì rất là già, tông một cốt nha quý anh chị ơi. Đó. Phơm tàn thì đặt kẹo hết trơn ha quý anh chị. Đó. Như mã số 1 này đi, em bao phí cho quý anh chị mình 300 cây số đường xe tải nha. À, hàng này là không có ship được bu cục được nha quý anh chị. Thì mã số 1 này em vô lô quý anh chị mình 1 triệu 7 nha. Đó. Em bao phí 300 cây ha. Rồi tới mã số 2 nha quý anh chị ơi. Đó. Thì bên em ghép một màu lẻ rất là nhiều nha quý anh chị. Như cây này thì cây vàng Thái nha anh Thái. Quá trời nó lên. Màu phơm nó đẹp cực kỳ luôn quý anh chị ơi. Cây này thì ná ná cũng như cây này khoảng 1,5 m nha quý anh chị. Tán ngang thì cũng có khung hết trơn à, 90 nha quý anh chị ơi. Em chỉ đo cái hoành thôi quý anh chị ơi. Đó. Cây này cái khung cái form là đạt 90% rồi quý anh chị. Dạ đúng rồi. Này là 33 hoành nha quý anh chị. 33 hoành ha. Đó. Quá trời luôn cái củ đế. Củ đế già xám xù xì. Tại nó đóng rồng nha quý anh chị. Đóng rồng quý anh chị ơi. Xanh dần nè. Đó. Dạ cho quý anh chị mình nhìn kịch cộm luôn. Đó. Rồi cái mã số 2 này em giao lưu với anh chị mình cái giá 1,6 triệu nha. Đó, form cực đẹp luôn nha quý anh chị. Hai cây này một cặp đồng dạ, nhau quý anh chị. Khoảng mét rưỡi nha quý anh chị ơi. Rồi tới cây số 3 là một mẫu tiếp theo là mẫu tím tiết của quý anh chị ơi. Quá dòng trời này, cái này. Khi mà hoa giấy nó mới chớm thị trường mạnh đó là dòng này là siêu hot luôn quý anh chị. Dạ đúng rồi. Đó. Tại vì nó siêu bông. Thì cái này cũng coi như 1,5 m đi quý anh chị ơi. Chắc có hơn á. Thì tán ngang cũng có đo cho quý anh chị mình rồi ha. Cái này được 91 nè quý anh chị ơi. Đó. Cây này thì nó nhỏ ha quý anh chị. Hoành của nó được 22 nha quý anh chị ơi. Này do nó bị táp nắng ở đây ha quý anh chị. Nó cũng không ảnh hưởng gì ha. Qua đá quý anh chị em dạ, nha. Đây, cái bìa này nó còn xanh nha. Những quá cây nào trời, mình lỗi đẹp mình cực kỳ luôn quý anh chị em mình nha. Rồi cây mã số 3 này em giao lưu quý anh chị mình cái giá là 1,1 triệu nha quý anh chị ơi. Em cũng bao phí ha. Cây này phơm tàn đạt 100% rồi quý anh chị em. Dạ, quánh luôn rồi. Quá đó. Trời cái phơm. À. Rồi tiếp tục tới cái mã số 4 nha quý anh chị ơi. Cũng cây kế bên đây luôn ha. Ồ cây này là một màu cam lửa nha quý anh chị. Quá trời bữa nay bông nó lên anh chị ơi, kẹo quá trơn. Cái này để em đo thử coi. Nó tầm khoảng 1,6 m quý anh chị ơi. Nó tán ngang thì 90 95 ha quý anh chị. Nó 90 đến 1 m nha quý anh chị ơi. Một màu cam lửa nha quý anh chị. Đó. Rồi, để em đo cái hoành ha. Cái hoành này được 28 nha quý anh chị ơi. 28 hoành nha. À, củ đế nó được là 58 quý anh chị ơi. Nè, do nó cũng bị táp nắng đó nè quý anh chị. Đó. Nhưng mà quá trình hoa giấy nó bị trầy, nó bị chóc da thì nó sẽ kéo những cái mép bìa này quý anh chị em, nó phủ qua ha. Mình nuôi dạ, một thời gian. Đúng rồi. Đó. Rồi thì cái mã số 4 này em giao lưu quý anh chị mình cũng có giá có 1,1 triệu rồi quý anh chị. Hai cây này nó bị lỗi nè, nhưng mà cái tàn nó quá trời đẹp luôn quý anh chị. Đó, gõ chút xíu em bán hạ giá cho quý anh chị mình ha. Phụ kính tàn ở trên quý anh chị, vàng xương nè. Phương rất là đặc. Kẹo luôn quý anh chị. Rồi tiếp theo tới mình mã số 5 quý anh chị ơi. Mã số 5 ha. To. Quá trời cây này luôn. Cái này thì nó cao, để em đo thử coi. Cao chắc cao lắm quý anh chị ơi. Cây này tính quý anh chị mình 1,7 m đi nha. Đó. Ồ, tán ngang được 99 quý anh chị ơi. Đó, gần cả mét nha. Đó, hàng này thì được là 3-4 màu gì nè. Trắng phất hồng thái, đỏ thái, cam thái, vàng thái. Hình như là 4 màu anh Thái ơi, 4 màu thôi. Nó tứ quý nha quý anh chị ơi. Cây thì quá trời nó kịch cộm luôn quý anh chị. Tứ sắc. Dạ, đó. 32 hoành quý anh chị ơi. 32 hoành nha. Củ thì quá trời cái củ luôn. Cái củ là 66 nha quý anh chị ơi. Cái phôi nó lên rêu luôn quý anh chị. Dạ, gông rêu luôn nha quý anh chị ơi. Đó. Rồi mã số 5 này em giao lưu quý anh chị mình 1,5 triệu nha. Nó nhìn nó mặt này nè quá trời đẹp. 4 màu thái quý anh chị em, và đặc biệt bệnh cái vàng khung cái xương nó rất là đặc rồi nha. Dạ. Đó. Quá trời. Rồi, tới mã số 6, số 7 là một cặp nha quý anh chị ơi. À, cây mã số 6 là một cây hồng gân nha quý anh chị. Cây mã số 7 là ghép 3 màu. Thì để em đo cây mã số 6 trước đi. Cây này thì chiều cao nó tầm khoảng 1,35 m quý anh chị ơi. Cây này chiều cao thì... tốn ha. Dạ, nó như em phối với một cặp với nhau nè, nó đều nè, hồng gân quá trời nó đẹp luôn. Ồ, cây này cũng quá trời sần sù luôn nè quý anh chị. Đó, cũng 30 hoành chứ đâu có ít ỏi đâu quý anh chị. 30 hoành nha. Đó. Nhưng mà cái form lùng quý anh chị em, lùng dạ, hơn những cái lùng. Kia. Dù mà dù lùng. Phôi này thì được cái là sạch nha. Nó dạ, cũng có bị sẽ. Chày chỗ này một tí thôi. À.
Rồi cái mã số 6 này em giao lưu với anh chị mình cái giá là 1,2 triệu nha. Rồi tiếp tục là mã số 7 quý anh chị ơi. À, mã số 7 thì em ghép được một màu hồng găng nè, rồi tím pháp với lại dưa hấu nè quý anh chị. Đó, tím pháp với đây, dưa hấu với đây luôn quý anh chị ơi. Đó. Quá trời luôn. Dưa hấu đỏ nha quý anh chị. Dạ, dưa hấu đỏ nha. Hàng này thì cũng khoảng 1m3 quý anh chị. Nó ná với cây bên kia nhưng mà cái cầu hoành của nó rất là lớn nha anh chị ơi. Cái cây hoành của nó rất là lớn nha quý anh chị. Trời ơi, hoành tới 46 đặng quý anh chị ơi. Một khối đặc quý anh chị. Trời ơi, quá trời, cái củ đế giữ thằng lắm quý anh chị ơi. Củ đế quý anh chị mình cỡ 80 quý anh chị. Đó. Quá xá cây này luôn. Đang sầu cứng nụ ha. Dạ, đó. Rồi cái cây mã số 7 này em giao lưu với anh chị mình cái giá 1,7 triệu nha quý anh chị ơi. 1,7 triệu nha. Đó. Rồi tiếp theo là mã số 8 nha quý anh chị, cũng là một mà em tím tuyết nha quý anh chị ơi. Em tím tuyết nha. Quá trời gió nó lật. Em tím tuyết nha quý anh chị. Cứng nụ hết trơn quá trời bông luôn. Đang đo này cho quý anh chị mình tham khảo nha. Cây này nó tầm khoảng 1 mét gần 1,5 m nha quý anh chị ơi. Đó, tính quý anh chị mình 1,4 m ha. Ồ cái tán ngang là 90 anh chị ơi. Ồ. Thôi coi nè. Già dữ lắm, nó già quý anh chị ơi. Đó, em đo ngay đây cho quý anh chị mình tham khảo cho dễ nha. 31 hoành nha quý anh chị. 31 hoành eo ha. Cũ cho cả năm mấy 60 quý anh chị. Đó, một màu tím tuyết nha quý anh chị. Rồi cái mã số 8 này em giao lưu quý anh chị mình cái giá là 1,3 triệu nha quý anh chị. 1,3 triệu thôi quý anh chị ơi. Đó. Cây này trên đọt này nó có thêm một màu gì đây? Màu này hồng lửa quý anh chị em. Hồng lửa. À vậy là thằng này hai màu ha. Thằng này hai màu rồi. Nó hồng lửa thì em ghép hình như có một bo một quý anh chị ơi. Về không muốn chơi thì cắt bỏ cũng đây được. Nè, ra qua đây nữa quý anh chị. Quá trời luôn. Đó. Rồi mã số 8 1,3 triệu. Rồi tiếp theo. Mã số 9 nha quý anh chị ơi. Số 9 trong đây. Ủa, cái mã đó mã số mấy rồi anh thôi? Nhưng mà nó mã số 9 rồi đó. 9 hả chú Mừ? Số 8. Số 8 hả? Chết chờ thiếu một mã rồi. Rồi qua mã số 10 luôn đi quý anh chị ơi. Qua mã số 10 đi. Thiếu một mã rồi. Đây mã số 10 này thì được 6 màu nha anh chị. 6 màu nha. Cây rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Cái này cao khoảng là 1m6 có hơn nha quý anh chị. Cái đáng ngang là 95. Đó. Cái này đang kẹo bông hết trơn quý anh chị ơi. Trắng phất hồng thái. Dạ. Đỏ lửa. Cam thái, sakura trắng bất hồng, rồi vàng thái, hồng găng. Đó. Nó nói chung là 5-6 màu quý anh chị. Tím bớm với dây nữa nha quý anh chị. Đó. Rồi để em đo cây này cho quý anh chị mình tham khảo nha. Đo ngay dòng eo nha quý anh chị ơi. 29 hoành nha quý anh chị. Ồ, nguyên một củ đặc luôn quý anh chị ơi, coi nè. Nó biết không? Tầm khoảng 60 hơn không quý anh chị ơi. Đó. Rồi mã số 10 này tính quý anh chị mình 5 màu đổ lên đi. Đó, 5 màu. Mã số 10 này em giao lưu giá 1,5 triệu nha quý anh chị ơi. 1,5 triệu nha. Rồi tiếp mã 11 nha quý anh chị. Đó, 11. 11 là được hồng thái nè, cam thái, rồi vàng thái nha quý anh chị. Hàng này được 3 màu anh chị ơi. 3 màu nha. Đó. Hàng này thì tầm khoảng 1m4 nha quý anh chị. 1m4 nha. Quá trời, cái đường co của nó rất là đẹp nha anh chị. Cái đường co của nó rất là đẹp luôn. Dạ. Đó. Dán lông dán lông gì đó. Tán ngang thì 90 có hơn quý anh chị ơi. Cây này sạch đẹp lắm luôn quý anh chị. Cây này 27 hoành quý anh chị ơi. Quá trời củ đế đẹp luôn. Đó. Rồi mã 11 này em giao lưu có 1,3 triệu nha quý anh chị. Những cái tàn này thì em bao quý anh chị mình xe tải là 300 cây số cho quý anh chị mình chơi nha, chở tới nhà nha quý anh chị ơi. Đó, còn quý anh chị mình ở xa em vẫn bao nha, nhưng mà ra quốc lộ lấy giúp em ha. Đó. Rồi mã số 12 nha quý anh chị là một cây hồng găng. Đó, cây hồng găng này phải nói củ đế giữ thằng lắm quý anh chị ơi. Form tàn thành phẩm quý anh chị em. Dạ. Đặt à. Cây này 1m4 đi quý anh chị ơi, cao 1m4 nha, tán ngang thì cũng 90 nha quý anh chị, nhưng mà cứ bộ đế nó giữ lắm quý anh chị. Cái vàng xương nào quý anh chị em mình thấy nè, đặt kẹo hết trơn rồi quý anh chị ơi. Đây quý anh chị. Ôi ơi, 32 hoành quý anh chị ơi, coi củ đế nè. Hết biết cái củ đế quý anh chị ơi. Củ đế tới 77 đặng quý anh chị. Dữ lắm luôn. Con bích cái chậu luôn quý anh chị em. Dạ. Quý anh chị mà mình không có rõ kết nối Zalo với em đi, em sẽ gửi mẫu cho quý anh chị mình xem nha. Đó, trong vườn thì còn rất là nhiều cây quý anh chị ơi. Rồi mã số 12 này em giao lưu giá 1,7 triệu nha quý anh chị. Rồi tiếp tục ra mã số 13. Đó. Cây này cao nha quý anh chị em. Cây này cao lắm quý anh chị ơi. Cây này ghép vàng thái, cam thái, đỏ lửa. Thằng này như có 3 màu rồi anh chị ơi. Ồ, cây này cao khoảng 1m7, 1m8 á quý anh chị. Nó em đứng ở dưới cây dù nè. Đó, tán ngang là đúng 100 luôn nha quý anh chị ơi. Ồ, rồi có thằng này nó già nè anh chị ơi, coi nè. Lên móc, lên meo tùm lum hết trơn nè quý anh chị. Đó, cây này già dữ lắm, già quý anh chị ơi. Đó, ngay cổ eo cho quý anh chị mình luôn, 30 hoành quý anh chị ơi. Ồ, nó sắn ghê luôn quý anh chị. Giống như cái bình cổ á. Dạ. Rồi thằng này được 3 màu quý anh chị ơi. Cái này 1,5 triệu, mã số 13. Đó, form rất là đẹp. Rồi tiếp theo mã số 14 là cây đó luôn anh Thái. Cây hồng găng nữa nghe anh Thái. Khoan để mình chia sẻ cái form tàn của cái cây mã số 13 nè quý anh chị em.
do nằm trên cái chậu á, rồi để mình phải bắt vàng như thế này đang mình cột lấy quý anh chị em nên không có nghiêng tàn được. Dạ. Quý anh chị em mình mà hợp nhãn cây nào thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Văn Vũ đi để hỗ trợ qua số Zalo gửi hình tất cả cho quý cô chú anh chị em mình xem. Dạ, được rồi nha. Đó. Rồi mã số 14 nha, một cây hồng găng luôn. Cây này quá trời đang lên bông rất rất là đẹp nha anh chị. Đó. Già tàn lắm rồi. Cây này cao khoảng gần 1m6 nha quý anh chị. Mét rưỡi. Tính vít gửi đi cho nó dễ nha quý anh chị ạ. Tán ngang được 95 nha quý anh chị. Trời ơi quá trời cái vàng bông của nó anh chị. Đó. Quá trời cây này luôn. Trời ơi 36 hoành luôn quý anh chị ơi. 36 hoành luôn nha. Quá trời dáng lắc rất đẹp nha anh chị. Một khối đặc. Dạ. Đó. Rồi mã số 14 này có 1,5 triệu nha quý anh chị ơi. Rồi tiếp tục mã số 15 luôn anh chị. Cây này tàn thả không vô. Trời ơi cây này cái giọng chỉ xê xa xa ra. Quay xa xa ra anh. Cây này gác cổng là cực kỳ quý anh chị. Đúng rồi, em có một cây một à. Tại vì để luôn á quý anh chị không có vô dù nha. Cây này thì chiều cao mặt chậu lên em có đo rồi 2m, tán ngang là bữa hổm 1m5 em có kê vô là hiện tại là còn khoảng 1m3 nha anh chị ơi. Ồ, 1m3 ba mấy luôn là tính với anh chị mình 1m3 nha. Thằng này là 5 màu ngũ sắc thái nha quý anh chị. Đó, đang lên bông. Màu à. Còn có màu vàng nè quý anh chị em. Màu cam, màu đỏ, màu hồng và trắng phớt hồng trên cây nha. Dạ, đó. Rồi để em đo cái hoành cho quý anh chị mình nha. Trời ơi, hoành cũng lớn lắm nha quý anh chị ơi. 32 hoành quý anh chị ơi. Đó. Tổng cái củ của nó được 65. Để em đo cái độ thoát thân của nó rồi. Cái độ thoát thân của nó khoảng 1m4 nha quý anh chị. 1m4 nha. Cái dáng chữ C khoảng 1m4 nha quý anh chị ơi. Cây này VIP không tì vết nha quý anh. Dạ chị. Đúng rồi, cây này đẹp không tì vết luôn. Rồi cái mã số 15 này em giao lưu quý anh chị mình cái giá là 1,8 triệu nha. Bao xe cho quý anh chị mình 300 cây nha quý anh chị. Đó. Quá trời. Này giá thanh lý quý anh chị em, bao gồm phí ship ha. Dạ đúng rồi. Tới nhà cho quý anh chị em luôn. Rồi, mã số 16 nha anh chị ơi. Ồ ồ cây này quá trời luôn à. Nguyên cái hàng này vô chấm luôn nè quý anh chị. Mã số 16 thì nó cao khoảng 1m chắc 1m6 luôn quý anh chị ơi, 1m6 nha. Rồi tán ngang được 90. Đó. Cây này đa số toàn bộ là một cốt hết quý anh chị em. Dạ đúng rồi. Ừ. Cây này 27 hoành quý anh chị ơi. Đây bị do tắp nắng một xíu nó cũng quá đá rồi anh chị. Nó cứng ngắt quý anh chị em, nó quá đá. Rồi. Đó. Cứng ngắt à. Đó. Quá trời luôn. Hàng này thì được hồng găng là 1 nè, cam thái là 2, đỏ lửa là 3. Bên kia có gì không? Ba màu anh chị ơi, hiện tại à trắng nữa là sakura, trắng phất hồng nữa là 4 màu anh chị. Đỏ thái nè. Đỏ thái nè. À rồi là 5 màu luôn anh chị ơi, hàng này 5 màu nha. Đó. Hàng này 5 màu. Cái co chữ C rất là đẹp luôn nè. Đó, rồi mã số 16 1,3 triệu của anh chị ơi. Coi cây này ác lắm nha anh thôi. Mã số 17 là một cây tím tuyết siêu bông. Cái dáng độc lạ nha quý anh chị. Hình chữ S quý anh chị. Đó, dáng lông thập bát trưởng. Cây này là cao khoảng 1m5, có hơn nha anh chị ơi. Đó. Tán ngang 93 nha anh chị. Ồ cây nó già dữ lắm, già quý anh chị ơi. Già hơn em luôn. Này 29 hoành quý anh chị ơi. Củ đế chắc cỡ năm mấy nha quý anh chị. Nguyên một khối đặc luôn nha. Ồ dáng lồng rất là đẹp nha anh chị. Đó. Rồi một màu tím tuyết một quý anh chị ơi. Mã số 17. Em giao lưu với quý anh chị mình cái giá là 1,6 triệu nha. Đó. Hàng này cũng bao, nói chung là bao xe 300 cây số cho quý anh chị mình hết nha. Rồi tiếp theo vô đây anh thấy rồi. Rồi mã số 18 là một cây cam lửa. Cam lửa nha quý anh chị ơi. Cây này hàng này hàng lớn nha quý anh chị. Hàng này hàng lớn ha. Đó. Hàng này là chiều cao từ mặt chậu lên tầm khoảng 1m6, 1m7 quý anh chị ơi. Chắc cỡ 1m6 có hơn. Cái tán ngang được 1m27 nè quý anh chị. Tán ngang được 1m27 nè. Tàn thì cũng ấm hết trơn rồi quý anh chị ơi, đặt kẹo hết trơn à. Quá trời bên đây nó đặt luôn nè quý anh chị. Đó. Này khoảng 95% rồi quý anh chị. Dạ đúng rồi. Đặt hết trơn, đặt rồi quý anh chị ơi. 36 hoành quý anh chị ơi, nguyên cái con thú nằm dài luôn nè quý anh chị. Cái này tại em không có đôn phân lên nha quý anh chị. Đôn phân là nhìn nó kịch cộm đó quý anh chị ơi. Đó. Rồi, mã số 18 này là 2,2 triệu, hàng này lớn quý anh chị ơi. Chậu lớn, khung lớn, cây lớn nha anh chị. Đó, cũng bao phí cho quý anh chị mình 300 cây luôn ha. Đó. Lá xanh mướt ha. Dạ. Rồi, một cây cái này là cam thái nha quý anh chị. Cam lửa với cam thái là nó khác nhau hoàn toàn nha anh chị ơi. Đó, hàng này nguyên một cặp luôn nè. Đó. Thì chiều cao cũng khoảng 1m6, 1m7 nha quý anh chị ơi. Thì cây này có lỗi nha quý anh chị. Cây này có lỗi em thanh lý cho quý anh chị mình chơi ha. Nói chung cây này thì phải nói là cái hoành nó rất là to nha anh chị ơi. Thân lắc lượng. Dạ thân lắc lượng rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Đây 44 hoành quý anh chị ơi. 44 hoành nha. Vị trí đó ha quý anh chị. Quý anh chị. Đó. Cái này cũ là được 80 nha quý anh chị ơi. Thì do nó bị táp nắng như thế này nè quý anh chị. Thì có lỗi thì em mới bán cái giá lỗi cho quý anh chị mình nha. Bên đây còn xanh nha quý anh chị em. Dạ. Đây. Cái này mình
theo như nó bị lỗi tầm khoảng 30-40%. Đúng rồi chị em ơi. Ở đây thì nó cũng còn hết trơn quý chị, còn nguyên hết trơn nha. Có cái mặt trước nè, này vẫn xanh bình thường nha quý chị. Này về quý cô chú anh chị em mình cứ phủ phân này, nó rễ này nó sẽ ra nó trầm xuống vậy nè. Dạ. Nó mình giấu cái này đi. Dạ. Đó, rồi thì cái cây này là giá em thanh lý là 1.800.000 quý anh chị ơi. 1.800.000 mã số 19 nha quý anh chị. 1.800.000 nha. Đó. Cây này thanh lý cho quý anh chị mình nha. Rồi tiếp theo mã số 20 quý anh chị ơi. 20 nha. Ồ, cái cây này bữa nay quá trời quá đắt rồi cây này anh chị ơi. Vàng thái, cam thái, hồng thái à, với lại thằng Sophia đổi màu đó quý anh chị. Cây này cao 1m6 nè quý anh chị, có hơn nha. Đó, thằng này được 4 màu quý anh chị ơi. À, tán ngang 1m27 luôn quý anh chị. Tán ngang 1m27 luôn. Ồ, cái vàng xương của nó anh chị ơi. Giấy Mỹ mà bữa nay mà nó lên bông luôn quý anh chị. Nhìn phơi ghê không quý anh chị. Đó. Rồi để em đo cái hoành cho quý anh chị mình tham khảo nha. 37 hoành quý anh chị ơi. Quý anh chị ơi. Đó. Củ đế là 70 nha. Đó. Quá trời luôn. Cây này nó lực lắm nha, lực nha quý anh chị. Đó. Rồi cây này 4 màu nha quý anh chị ơi. Đó. Giá 2.200.000. Em bao phí cho quý anh chị mình cũng 300 cây nha. Đó. Còn một số cây thì để clip sau em sẽ chi tiết nữa nha quý anh chị. Đó. Cây này sạch nha quý anh chị em. Dạ cây này sạch đẹp quá trời. Vàng bông của nó rất là đẹp nha. Rồi em mời quý anh chị mình qua bên kia quay vài cây lớn nữa ha quý anh chị ơi. Đó. Trong vườn thì còn rất là nhiều nha anh chị. Dạ tiếp theo là một số cây dù sai khủng nha quý anh chị em. Do to quá nên mình phải đứng trên chậu như thế này để gửi tới quý cô chú anh chị em mình những cái hình ảnh tốt nhất nha. Quá trời cái cây nó cao luôn rồi. Cây này là phải cẩu á. Dạ. Rồi thì em bữa nay lên bông khoảng 4 cây thì em giao lưu 4 cây thôi. Thì cái mã số nói tiếp luôn đi quý anh chị ơi. Hồi nãy 20 phải không? Bữa nay 21 nè. Cây này thì ghép một màu hồng găng với dưa hấu. Cây này tổng chiều cao của nó là từ mặt chậu đi lên là 2m3, 2m4. Là tính luôn chậu đi, em tính luôn chậu luôn đi là 2m8 nha quý anh chị. 2m8, 2m9 nha. 2m9 á, mình không có đo rồi nha anh chị ơi. Đó, cái khung ngang của nó thì em cũng có đo rồi nha anh chị. Cái khung ngang của nó tới 1m, gần 1m4 anh quý anh chị ơi. Gần, nói chung là 1m4 luôn á. Quá trời luôn là anh chị. Đó, hai cây này giao lưu hai cây với hai cây kia nha. Đó, rồi để em đo quý anh chị mình xem nha. Cái hoành khá lớn nha quý anh chị ơi. 45 hoành nha quý anh chị. Củ đế thì thôi. Cây này thì nó lâu năm dữ lắm mà quý anh chị ơi. Tàn thược thì nó ấm dữ lắm, nó ấm hết trơn rồi. Nè em đo sát gạt chị luôn quý anh chị ơi, 101 củ đế nha. 101 củ đế nha quý anh chị. Cây này thuộc sản VIP với anh chị em rất là đây đây, nha. Mặt bên đây nè mới phơi nè anh thấy. Cái mặt bên đây nhìn mới tơi. Ôi giời trời. Già mà nó lên rêu luôn. Đúng rồi. Quá trời bông cái mặt bên đây luôn quý anh chị ơi, phải nói là cây này em thả mà. Đó. Phơm cực đẹp luôn quý anh chị ơi. Rồi cái cây này em giao lưu quý anh chị mã số 21 8.000.000 nha. 8.000.000 em bao cẩu cho quý anh chị mình 300 cây số luôn quý anh chị ơi. Quý anh chị em mình thấy nó tối hù là cái vàng khung nó phủ là kính rồi nha. Kính hết trơn rồi quý anh chị ơi, thành phẩm chăm chăm rồi. Rồi, tới cây số mã số 22. Mã số 22 cũng nói chung là một cặp với mà 21 luôn nha quý anh chị. Thì cũng chiều cao nã ná gì đó, 2m8, 2m9 quý anh chị ơi. Khung ngang thì em làm một khung một ha. Thì cây này có vấn đề nhẹ nha quý anh chị, do vận chuyển về ba gác nó bị gì nè. Ác thiệt quý anh chị ơi. Ra tiền luôn đó. Thì có lỗi thì mình bán heo lỗi nha quý anh chị ơi đó. Cây này 46 hoành luôn, tương đương với cây bên kia quý anh chị ơi. Củ đế thì chắc không bằng cây kia. Củ đế thằng này là 90-95 nha anh chị đó. Cây này cũng sạch sẽ do bị cái này bị lỗi với cái này nè quý anh chị. Nó cạ ba gác á. Rồi thì cây mã số 22. Mã số 22 này em bán quý anh chị mình 6.000.000 nha quý anh chị ơi. 6.000.000 cũng bao cẩu luôn nha. Cây này một màu hồng gân. Một màu thôi. Cái form tàn thì nói chung là tầm khoảng 97% nó thành phẩm luôn anh chị em. Nó chỉ còn trống ở bên đây thôi, nhưng mà về quý anh chị em mình cứ xây cái hướng này về bên nắng á, nó sẽ mau phát triển do cái hướng này nó hứng nắng nè. Nó ra bông nó nở rộ một phần bên đây. Đúng rồi. Đó. Thì bên đây là kéo xuống cái là bít luôn à. Ví dụ mà quý anh chị mình chốt được. Ha. Chốt được là em sẽ kéo làm cho nó bít luôn quý anh chị ơi. Nó kính hết trơn rồi, nó thành phẩm hết trơn rồi. Đó. Rồi mã số 22 giá 6.000.000 em bao phí cho quý anh chị mình 300 cây ha. Cẩu quý anh chị ơi, hàng này chắc 5-6 người khiêng á. Nguyên một lô này mình vô chậu lục giác này, chậu mấy anh Vũ? Dạ chậu lục giác này là chậu 6 tấc nha, chậu 6 tấc là lọt lòng á nha, còn miệng là 70. Rồi một cây dưa hấu đỏ nha quý anh chị ơi, mã số 23. Ồ, cây này sâu bút dữ dằn ha. Quá trời luôn, hàng này là tại vì em đang thả em lợp cái nữa là kính rồi, cây này nói chung là kính rồi đó quý anh chị, lợp cái nữa là kính rồi. Cây này chiều cao từ mặt chậu lên là 2m, ủa từ tính cả chậu luôn 2m5 nha anh chị. 2m5 nha. Búp nụ nó xe nè quý anh chị em. Dạ. 2m5 quý anh chị ơi. Cây này khung phải... này to ha. Dạ. Cái này cái khung ngang là 1m trên 1m3 nha anh chị. Ồ cây này quá trời lực luôn quý anh chị ơi, coi nè. Khiếp luôn quý anh chị. 44 hoành quý anh chị ơi. Ồ củ đế nè.
Thổ thần luôn. Em hàng sắt đồ chắc chắn hết trơn nè quý anh chị ơi. Nên quý anh chị mình chơi yên tâm nha. 85 củ đế nha quý anh chị. Một màu dưa hấu nha. Đó. Những cái này bị chày em cũng làm keo cho quý anh chị mình hết trơn rồi. Dưa hấu đỏ một màu. Ồ quá trời luôn. Đó. Rồi cái này là em giao lưu quý anh chị mình cũng giá 6 triệu nha. 6 triệu. Đó. Một màu dưa hấu đỏ. Mã số 23. Mã số 23. Rồi tiếp tục mã 24 nha quý anh chị. Trong vườn thì còn rất là nhiều những cái cây khủng nha quý anh chị. Nhưng mà nó lên bông thì em giao lưu trước nha quý anh chị. Mã số 24. Cây này cũng 4 5 màu, 5 6 màu vậy đó. Rồi tổng chiều cao từ đít chậu luôn cũng khoảng 2m4 nha anh chị ơi. Cái khung ngang. Khung ngang của nó cũng cao lắm quý anh chị. Khung ngang 1m3 nè quý anh chị ơi. Đó. Cây này màu chủ đạo là cam lửa rồi quý anh chị em, đỏ thái nè, trắng tuyết nè. À, mỹ đỏ đuôi cáo nè quý anh chị, là 4 màu rồi đúng không? Rồi cam thái nữa 5 màu anh chị ơi, cam thái nữa là 5 màu nha. Đó, thằng này 5 màu quý anh chị. Đó, phơm nè anh chị. Quá trời trời ơi nó già cái nè anh chị ơi. Đó. Cây này 41 vành quý anh chị ơi, củ đế thì bao đẹp quý anh chị em luôn. Đó. Cây này thì giá sinh viên thêm xíu nữa hay quý anh chị. Đó. Cây này 4 triệu rưỡi quý anh chị ơi, 4 triệu rưỡi, cây mã số 24 anh chị ơi. 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi quý anh chị ơi. Ừ. 4 rất triệu rưỡi to, anh chị. 5 màu nha anh chị. Rồi em giao lưu quý anh chị mình mã số 25 luôn là một cặp này nha anh chị ơi. Cặp này ghép được 11 màu nhưng mà rớt 3 màu còn 8 màu. Hàng này hàng bonsai nha quý anh chị. Đó, phải nói là cây này vip lắm quý anh chị. Đó, hàng này 8 màu nha quý anh chị ơi. Đó. Cao là 90 quý anh chị. Tán ngang được 80 nha. Trời ơi cái hoành thì khá khủng luôn quý anh chị. 53 hoành quý anh chị ơi. 53 hoành nha. Củ đế được 80 quý anh chị. Hiện tại nó là 8 màu nha anh chị. 8 màu nha. Quá khứ cái phôi. Dạ, đó. 8 màu anh chị ơi. Thì cái cây này thì gồm có trắng tiết nè quý anh chị em. Nhiều xác lắm. Định qua lá đi. Hồng gân nè, rồi lửa nhưng mà lửa không biết là mấy màu. 3 màu lửa đang. 3 màu lửa nữa. 3 màu lửa đang. Thấy là 5 rồi. Đó. 5 rồi, một màu đây là tím pháp. Tím pháp nữa nè, là 6 màu. Dưa hấu nữa quý anh chị ơi, 7 màu. Nói chung là bữa hổm em ghép 11, 12 màu đăng nhưng mà rớt có 3 màu em kiểm rồi. 3 màu nghe quý anh chị. Nó còn khoảng 7 8 màu đó. Đó. Rồi cây bên đây quý anh chị ơi, mã số 25 là một cặp nha quý anh chị, cho nó dễ nha. Đó. Cây này cũng là ná quý anh chị ơi. Rồi cao 90 luôn. Tán ngang 82 nè. Trời ơi. Ngay cái hoành eo luôn quý anh chị ơi. Rồi 54 hoành luôn, 53 54 hoành nha quý anh chị. Đó. Chậu có đôm có xây. Dạ. Đó. Rồi mã số hàng này thì em làm bông đợt nữa là chơi là quý anh chị ơi. Đang nuôi tàn nên mình dạ, không có để bông tàn, cho em cắt sạch con hết nha quý anh chị. Đó. Rồi thì mã số 25 này có gì quý anh chị mình liên hệ qua cho em đi. Em sẽ báo giá cực kỳ sinh viên cho quý anh chị mình luôn cả chậu nha quý anh chị. Rồi clip ngày hôm nay cũng cuối clip ha. Là 25 mã số ha. Quý anh chị mình có yêu thương em thì cứ cần mẫu nào thì cứ liên hệ em. Kết nối Zalo em ha. Em sẽ gửi mẫu cho quý anh chị mình nha. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị mình rất là nhiều. Dạ. À, đặc biệt thì trong vườn còn khá là nhiều cái size dù thông lớn nhỏ quý cô chú anh chị em. Nhưng mà anh Vũ lựa chọn những cái cây mà đang lên hoa thành phẩm cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm. Và đặc biệt cái mùa này tháng 5 tháng 6 này thích hợp cho quý cô chú anh chị em mình sở hữu những cái cây này giá rẻ. Chứ thời điểm mà tầm khoảng tháng 9 tháng 10 cận Tết là lúc đó thời điểm đó sẽ giá nó rất là cao. Nên gửi tới quý cô chú anh chị em mình những cái mẫu cây như thế này cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm ha. Pháp Thái Vi kính chúc quý cô bác anh chị em mình nhiều sức khỏe, làm ăn thịnh vượng, thành công ha. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo nha.